massage môi, massage đủ kiểu cho thầy đỡ. Em nào có lên đây ứng tuyển ngay. Trên này này có rất là nhiều gọi là cái gì ta, có tiếng mà không có miếng, ngủ có được đâu, xe nó sóc quá, đang mắc tè, không biết bao giờ mới được tè. Mọi người ơi, mình nói cho mọi người này, cái chuyến đi này là chuyến đi hành thiện. Chúng ta chỉ cần quan tâm vào những cái niềm vui và sự tích cực thôi. Còn mấy cái đứa mà suốt ngày nó đi khẩu nghiệp, nó gieo cho người này người kia những cái chất tảo lao bi đao, đừng quan tâm đến làm cái gì, nhất tình luôn. Bởi vì thực ra là tôi đã quá quen với cái điều đó rồi. Ngày xưa là tôi còn bị mang tiếng là thằng cầm đầu nhóm thổi lửa mà, chăn dắt nhóm thổi lửa toàn bộ Sài Gòn mà. Nên không sao, kệ đi mọi người, tại vì cái chuyến đi này là cái chuyến đi mình làm hành thiện. Mình chỉ cần quan tâm đến cái việc là mình làm cái điều gì ý nghĩa tích cực là được rồi. Còn những cái đứa mà suốt ngày nó sống trong bóng tối, nó điên cứt người khác thì kệ đi. Ok mọi người, quan tâm làm cái gì. Tôi ngày xưa còn bị mang tiếng rồi cầm đầu bọn thổi lửa rồi, bắt bọn nó đi kiếm tiền cho mình thôi. Gì trải qua đến thời điểm này thì bao nhiêu cái sóng gió nó là cái gì đâu, tại vì con người thì ai cũng phải tiêu hóa thôi. Mình ẻ ra cho tụi nó ăn thì mấy cái đứa nó đấy là cái dinh dưỡng của tụi nó, mà mọi người quan tâm làm cái gì. Đấy, này là đang tuyển có cô nào ngồi đây cho thầy đỡ cô đơn như này này. Ngồi một mình trước từ nãy giờ, cha có bóng dáng nào bên cạnh? Cạnh hai đứa trò, hai đứa trẻ nó ngủ. Trẻ bắt tài nó gần tới rồi, phải tầm 1 tiếng rồi. Đâu em nào đủ tiêu chuẩn vào đây cho thầy check va. Em nè một con thôi, em vào ôm chồng con em đi em ơi. Để những em là chưa chồng chưa con để thầy còn có tí miếng. Một chồng một con mời em rẽ trái nhá, để thầy còn có cơ hội rồi. Mắc tè quá giờ đang đi kiếm chai nước mà phải cỡ mà khoảng cái miệng chai nó phải bằng gọi cái bằng cái nồi. Rồi ok, chắc là mình sẽ nằm ngủ một xíu nha mọi người. Nói chung là bảo nằm ngủ nhưng mà chả biết có ngủ được không. Chào mọi người nha. Đấy vừa ta là hai em sinh đôi. Outfit giống nhau y xì mọi người ạ. Không hẹn mà lại có outfit giống nhau y xì. Đó. Dạ. Em coi cái ba lô coi nó rớt xuống giờ đó. Đó đồ nó sẽ không rớt đâu mọi người. Có không ạ? Mọi người thấy ra ạ? Ơ nhưng mà mất cái giỏ hàng rồi. Mất rồi hả? Chắc là lấy ra không? Không, đang còn em. Lên máy cái lại sao thấy giỏ hàng? Phải xem máy khác mới thấy chưa? À đúng đúng. Nhưng mà ghi máy không ngồi, đừng ghi máy lẻ. Dạ vâng ạ. Đó mọi người ơi. Đó mọi người chốt đơn nha, hôm nay ký. Ủa anh kiểm tra giỏ hàng chưa mà? Vẫn còn ạ. Còn đó anh. Cho em xin cái gì đâu ạ? Ui. Chốt đơn nha. Đó, hôm nay một em sữa rửa mặt Colon trà xanh sẽ được khi mình mua một chai tẩy rửa chết cho lấy lửa, mình sẽ được tặng kèm là sữa rửa mặt trà xanh nha mọi người. Đó, có rất là nhiều deal. Mình có thể là mua sữa rửa mặt này, sữa tắm này và cái lắp bật lạ ấy. Mọi người thích đen deal gì em sẽ đen nha. Bây giờ đang để deal là tẩy rửa chết cho lưới lửa cộng với cả sữa rửa mặt trà xanh. Đen cho mọi người 5 deal nữa nha. Cái gì cơ, trà mi này. Tối nay anh chỉ không ngủ à? Không ngủ luôn. Cần gì ngủ mọi người. Đó mọi người. Giống nhau á mọi người. Mọi người hôm nay không ngủ, tôi để tí nữa để cho mọi người ngủ hết ấy. Xong rồi mình quay một lượt cho mọi người. Quay một lượt nha. Đấy, mọi người phải ở lại cùng mình, xong rồi tí mọi người khác ngủ hết ấy. Mình quay một lượt xong rồi cho mọi người xem nha. Giờ đang phải ngồi học lời của mấy cái bài hát mà kiểu lâu lắm rồi không có hát. Mai mình hát cho các trẻ em nghe. Nào là sát cánh bên nhau này kia các thứ. Hay nắm tay nhau vào nơi vào nơi. Bài đó là ngày xưa thời mà cấp 3 tôi hay hát. Hay hát nhiều lắm. Tự nhiên nhớ đến cái cảnh mà đi xe Bắc Nam nằm xe đường dài.
không biết Mai tới nơi này còn đủ năng lượng để mà quẩy nhiệt tình không? Quẩy nhiệt tình luôn anh ơi. Thôi đó. Chắc là chấm mắt xíu đây. Đó. Người ơi.